Việc đầu tư máy móc, máy CNC khắc liễu mộ để lựa chọn thay đổi sản xuất đang là bước tiến cho nhiều cơ sở gia công liêu mộ đá, khắc tranh đá, khuôn mẫu. Không chỉ mang đến năng suất vượt trội cho người sử dụng, mà sản phẩm làm ra từ công nghệ máy CNC còn có chất lượng tinh xảo, đa dạng mẫu mã hơn so với điêu khắc thủ công truyền thống. Trong tháng 12 vừa qua, công ty Đông Phương đã tiến hành bận sản xuất bàn giao chiếc máy 13251 đầu chuyên sử dụng đục khắc liêu mộ cho khách hàng là chú Dương Văn Ân tại Chí Linh, Hải Dương. Sở gia công Quang Ân của chú Ân tại Chí Linh, Hải Dương chuyên thi công cắt khắc quảng cáo và bia mộ các loại. Trải qua thời gian tìm hiểu và đặt cọc sản xuất máy, sau 15 ngày, chiếc máy CNC 13251 đầu đã được bàn giao đến nhà chú Ân. Sản phẩm máy CNC được khắc đá 13251 đầu là dòng máy CNC chuyên điêu khắc tranh đá, bia mộ đá, có hành trình làm việc là chiều rộng 1m55, chiều dài 2m5, vai máy cao 25cm. Máy được thiết kế một củ đục công suất 5,5 kW để đục được các phôi đá dày cứng, kết hợp thêm hệ thống bàn mắng nút và vò tưới nguội đảm bảo các chi tiết sắc nét và mịn đẹp. Máy được trang bị cấu hình hiện đại đảm bảo chất lượng, sản phẩm tạo ra đạt yêu cầu cao. Với hệ thống khung bệ được làm bằng thép đúc nguyên khối, được phay bằng máy phay giường CNC cổ lớn đảm bảo độ chính xác cao. Dẫn hướng trục Z, máy sử dụng tổ hợp trục Pigme 25/10. Động cơ điều khiển trực tiếp ổn định. Trục X và Y sử dụng thanh dây vuông phi 25 và 20 của hãng TBI Đài Loan. Phần mềm điều khiển CA 100 Pro 2, giao diện tiếng Việt. Hai, dịch vụ bán hàng và chính sách hậu mãi của máy CNC Đông Phương. Khi mua máy CNC tại công ty, khách hàng sẽ được chuyển giao công nghệ và học vẽ mẫu miễn phí. Công ty không giới hạn thời gian và số lượng người học. Khách được sắp xếp nơi ăn ngủ miễn phí, tiện nghi. Sau 10 đến 15 ngày, khách có khả năng làm chủ công nghệ, vận hành máy thành thạo. Công tác hỗ trợ vẽ mẫu, quét mẫu được công ty rất chú trọng. Khi có những sản phẩm mới lạ, Đông Phương sẽ hỗ trợ quét mẫu, scan mẫu miễn phí. Khách hàng có thể yên tâm cạnh tranh với mẫu mã, chất lượng sản phẩm với đối thủ trên thị trường. Đồng thời, công ty tặng khách hàng kho mẫu miễn phí 7.000 file để sử dụng. Anh chị có thể sử dụng để làm sản phẩm của mình, chủ động mẫu mã và tiết kiệm thời gian. Máy CNC Đông Phương được bảo hành 3 năm phần cơ khí và 1 năm phần điện. Mọi linh kiện sẽ được thay thế đổi mới 1:1. Sau thời gian 3 năm, công ty tiếp tục bảo trì máy cho khách hàng trong 2 năm. Anh chị có nhu cầu tham khảo máy CNC đục khắc bia mộ đá nói riêng và các dòng máy CNC nói chung, vui lòng liên hệ theo hotline 0383 669 966, 0968 68 99 88. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.